Nhà phân phối PT Echa Honda Motor ở Indonesia vừa chính thức tung mẫu xe mới là Honda Bipop EFP ra thị trường nước này với những đường nét đồ họa sọc mới mẻ kết hợp cùng loại bánh xe mới, lốp không xăm mang phong cách năng động, rất gợi cảm phù hợp với giới trẻ hiện thời hiện đại. Trên thực tế, Honda đã tỏ ra rất nuông chiều dòng xe ga này bởi Beat đang được hàng triệu khách hàng ở xứ vạn đảo mê mẩn, đặc biệt là tầng lớp thanh niên thích cuộc sống năng động và yêu thích những khuôn màu tươi mới. Giám đốc phụ trách tiếp thị sản phẩm của Indonesia nói: "Chúng tôi đang cố gắng bắt kịp xu hướng của thanh niên hiện nay. Sự hiện diện của mẫu xe mới Honda Bipop EFP có kiểu dáng tươi mới, kiểu cool pixel, thiết kế vật liệu hợp kim mới và lốp không xăm có tính chống rỉ tốt hơn và mang lại cảm giác an toàn hơn sẽ tạo ra sức hút mới với những người trẻ. Các tính năng nổi bật là hệ thống phanh liên hợp CBS, hệ thống tắt máy tự động khi gạt chân chống xuống, khóa phanh khi dừng lại, hộp đựng đồ U-Box lớn 11 lít, yên ngồi thấp, dễ điều khiển với chiều cao chỉ 735mm, ổ khóa an toàn." Xét về mức độ tiêu thụ nhiên liệu, xe ga mới này có khả năng tiêu thụ là 1 lít trên 59 km và đạt tiêu chuẩn về khí thải Euro 3. Còn nếu duy trì ở tiêu chuẩn Euro 2 thì xe chỉ tiêu thụ là 1 lít trên 63 km. Đạt được khả năng này là nhờ vào xe có trang bị tính năng tắt máy tự động khi dừng đèn đỏ hơn 3 giây. Xe cũng có khả năng tăng tốc tốt từ 0 đến 200m trong 12,6 giây. Ngoài ra thì xe còn trang bị bộ khởi động ACG và vẫn duy trì bộ động cơ là 110cc ESP của Honda. Honda Bipop ESP 2017 có giá bán ở Indonesia rất hấp dẫn. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn có giá 24,7 triệu Việt Nam đồng, phiên bản CBS có giá 25 triệu Việt Nam đồng và phiên bản CBS ISS có giá là 25,9 triệu Việt Nam đồng. Xe có thân mảnh và đẹp hơn nhờ có 4 màu sắc tươi mới, đó là màu trắng đen cho phiên bản tiêu chuẩn và CBS, màu xanh da trời trắng cho phiên bản tiêu chuẩn và CBS, màu đen cho phiên bản tiêu chuẩn và CBS ISS, màu trắng đỏ cho phiên bản tiêu chuẩn CBS ISS. Sau đây là bảng thông số của Honda Bipop EFP mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Top Xe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.